Xong hết chuyện Kim Ngân, chị Hồng Trinh chính thức thông báo về việc Thúy Nga có kiện nữa hay không. Hồi giữa tháng 7, trước sức ép quá lớn từ những lời vu khống, chà đạp từ phía Gia Nguyễn và Ngô Kỷ, chị Hồng Trinh đã đứng ra tìm luật sư cho Thúy Nga và hỏi ý kiến cộng đồng mạng về việc có nên khởi kiện và lập quỹ bảo vệ pháp lý cho Thúy Nga hay không. Sau một tháng trải qua thời gian suy nghĩ, xem xét tình hình, mới đây, chị Hồng Trinh cũng đã chính thức thông báo về sự việc pháp lý này. Cụ thể, chị Hồng Trinh chia sẻ, mục đích ngay từ đầu của chị, và chị cũng thường nhắn nhủ với Thúy Nga rằng, bản thân chị chỉ muốn tự vệ khi có người khác tấn công mình thôi, còn khi sự việc đã lắng xuống thì không ai muốn mang muộn phiền vào người nữa. Chị nhấn mạnh rằng, chỉ muốn đứng ra để bảo vệ, không muốn để Thúy Nga bị kiện trong khi Thúy Nga làm đúng và không phạm bất cứ luật gì ở Mỹ hết. Chị đi đến luật sư là muốn lấy lại sự minh bạch cho Thúy Nga và không cho họ có quyền lên truyền thông để phỉ báng và vu khống người khác. Và hiện tại họ đã dừng lại thì chị cũng sẽ thôi. Nhưng vụ án nó vẫn nằm ở đó chứ không mất đi. Đó là câu trả lời chính thức từ chị Hồng Trinh. Hồ sơ vụ án thì vẫn còn nhưng tạm thời là chưa khởi kiện và khả năng cao là không khởi kiện khi phía bên kia đã im lặng, không lên truyền thông phỉ báng Thúy Nga nữa. Đây có lẽ cũng là sự lựa chọn hợp lý, cực chẳng đã mới phải dính dáng đến kiện tụng, pháp lý. Chị Hồng Trinh nói thêm, Thúy Nga qua Mỹ sống cũng chỉ mới được 10 năm. Trong thời gian đó, cô ấy cũng về Việt Nam rất nhiều lần. Cho nên cô ấy cũng không am hiểu cuộc sống bên Mỹ một cách sâu sắc được. Cũng như khi cô ấy gặp Kim Ngân, thấy đàn chị cần sự giúp đỡ của mình, Thúy Nga không nghĩ nhiều mà đã bắt tay vào làm luôn. Bệnh của Kim Ngân tuy bị nói là người tâm thần, nhưng vẫn có nhiều lúc rất tỉnh táo. Lời Kim Ngân nói vẫn có lúc là thật, nhưng Thúy Nga mới đầu không biết điều đó, cho nên sẽ có những lúc xảy ra sơ suất. Tuy nhiên, để làm như được Thúy Nga thì chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu ai khác có đến với Kim Ngân, thì có lẽ họ cũng không thể chu toàn hơn Thúy Nga được, vì họ còn phải lo cho cuộc sống của cá nhân nữa. Cho nên trong 3 tháng, Thúy Nga làm được những điều như vậy thì rất đáng mừng. Cũng may mắn thời gian đó đang trong mùa dịch, Thúy Nga không bận đi sâu nhiều, nên có nhiều thời gian để chăm sóc cho Kim Ngân hơn. Trong thời gian đó, cho chúng ta thấy được Thúy Nga đã cố gắng hết sức như thế nào. Tất cả khán giả nói chung và những ai ở gần Kim Ngân khi chứng kiến sự việc này đều rất ủng hộ Thúy Nga về cả mặt tài chính. Và quan trọng hơn hết là sự ủng hộ tinh thần rất mạnh. Cho nên cô ấy như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục việc mình làm. Còn về phía Gia Nguyễn, anh ta chỉ biết lên một vài kênh truyền thông. Những người đó họ ngồi với nhau và chỉ biết chửi Thúy Nga, chứ không có một lời nói công bằng, cho thấy họ là một người không lịch sự, không biết tôn trọng Thúy Nga. Dù sao cô ấy cũng đã có lòng giúp Kim Ngân, nhưng Gia Nguyễn mời ông Ngô Kỷ và Khoa Nguyễn lên mang danh nghĩa là để bình luận sự việc, nhưng suốt câu chuyện họ chỉ có chửi Thúy Nga mà thôi. Như vậy họ được xem là người chửi thuê chứ không phải như những người bình luận viên, trong khi họ cũng không phải là người trong cuộc. Họ không hiểu rõ sự việc như thế nào mà lại lên tiếng và chửi bới. Không có một lời nói nào là công bằng cho cả hai bên, cho mọi người thấy được rằng họ không hề có mục đích thiện chí ở đây. Chị Hồng Trinh rất muốn lên hỏi ông Ngô Kỷ rằng Thúy Nga đã làm gì tới ông mà ông lại chửi Thúy Nga đến vậy? Có phải ông được người ta trả tiền không? Nếu vậy thì ông hãy cho giá để chị Trinh bỏ tiền ra mua lại cái miệng của ông. Theo chị Hồng Trinh thấy ông Ngô Kỷ này chỉ cố tình bóp chết Thúy Nga bằng lời nói của ông ta, để dù ít dù nhiều thì cô ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng đến danh tiếng. Chị Hồng Trinh cũng đã lớn rồi, Thúy Nga nhỏ hơn chị rất nhiều, nên không thể nói rằng chị Hồng Trinh là fan cuồng suốt ngày bên vực, ủng hộ Thúy Nga được. Lúc chị giúp Thúy Nga, chị không hề có mong muốn được trở thành nổi tiếng để nhiều người biết đến chị. Đơn giản là chị chỉ muốn dang ra một cánh tay để tiếp thêm sức mạnh cho đàn em mà thôi. Giữa tuổi của chị không cần phải làm việc này để được sự nổi tiếng. Nếu chị muốn nổi tiếng thì chị đã làm từ khi còn trẻ rồi. Bây giờ chị đã có cuộc sống với gia đình của mình suốt 40 năm qua với 3 đứa con nuôi dạy chúng thành người. Thời gian của chị đều dành cho gia đình chăm sóc chồng con. Chị cũng có rất ít bạn bè.
Cho nên việc chị làm cho Thúy Nga bây giờ chỉ muốn tiếp thêm một chút động lực cho cô ấy mà thôi. Câu chuyện giữa Kim Ngân và Thúy Nga đã dừng lại rồi. Ai nấy đều quay lại cuộc sống bình thường của mình. Vậy mà bây giờ có nhiều người còn chưa muốn để người ta yên nữa. Trong khi Thúy Nga là một nghệ sĩ nổi tiếng thì cần gì phải dựa hơi của Kim Ngân mà mọi người cứ đem ra để chửi bới. Việc chị Hồng Trinh làm là muốn cho mọi người thấy là khi chúng ta biết được một sự việc bất bình như vậy thì đừng im lặng. Chỉ cần có một người đứng ra thì bao nhiêu người khác sẽ ủng hộ và thúc đẩy sự việc để có kết thúc sớm hơn, để Thúy Nga thoát ra được câu chuyện lùm xùm này. Thúy Nga bây giờ cũng đã trở lại hoạt động nghệ thuật bình thường. Còn chuyện số tiền 10.000 đô các mạnh thường quân góp cho Kim Ngân, nhưng gia Nguyễn nói không cần nữa. Cho nên chị Trinh là người đầu tiên lên tiếng nói rằng tiền đó không phải là tiền của Kim Ngân. Chị là người biết rõ sự thật như thế nào, cho nên chị không muốn Thúy Nga bị người khác bị đổ oan. Cho nên bây giờ bên phía gia Nguyễn có muốn đòi số tiền đó thì cũng không có. Bởi vì đó là số tiền của chị và các mạnh thường quân khác quyên góp cho Thúy Nga để lo cho Kim Ngân. Mà bây giờ gia Nguyễn cũng đã lên tiếng nói gia đình không cần số tiền đó cho Kim Ngân nữa. Chị mới yêu cầu lấy số tiền đó lại hoặc Thúy Nga có thể dùng để giúp đỡ cho những người vô gia cư khó khăn khác. Kết lại, chị Hồng Trinh chia sẻ, ở bên Việt Nam cũng có rất nhiều bài báo nói về chị Hồng Trinh với nội dung chị là một mạnh thường quân giúp đỡ Thúy Nga. Chị Hồng Trinh cho biết rằng khi chị làm việc đó, lúc đầu chị không hề nghĩ là mình muốn làm. Tuy nhiên chị thấy xung quanh Thúy Nga cũng có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ có quyền lực nhưng lại không có ai đứng ra để giúp hết. Nếu có ai giúp Thúy Nga khi đó thì chị đã không nhúng tay vào rồi. Chị đã xem kênh YouTube của Thúy Nga từ lâu, từ lúc làm từ thiện là bắt đầu với những người vô gia cư khác. Kim Ngân là sau này rồi, chứ không phải trước giờ Thúy Nga không làm từ thiện rồi khi thấy Kim Ngân mới bắt đầu làm để kiếm tiền YouTube. Đây là mấu chốt hết sức quan trọng mà những người xấu cố tình bỏ qua để chửi Thúy Nga mà thôi. Bản thân chị Hồng Trinh, chị nói rằng mình không có lòng dũng cảm như Thúy Nga, khi chỉ một thân một mình đem hôm lại tới gần những người vô gia cư để giúp đỡ họ, không biết họ sẽ làm gì mình. Hỏi có mấy ai dám mở cửa xe của mình cho những người vô gia cư như Kim Ngân lên xe đi chung như vậy, ai cũng muốn đảm bảo sự an toàn cho bản thân hết. Nhưng Thúy Nga lại dũng cảm làm được việc như vậy, đó là một việc làm hết sức đáng trân trọng. Video đến đây là hết. Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý đón nghe đến giờ phút này. Xin chúc quý khán giả luôn mạnh khỏe và bình an trong mùa đại dịch này.